Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Hạ Hòa và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu năm 2024. Tham gia tập huấn, hơn 110 cán bộ phụ trách đoàn, đội, các tình nguyện viên, giáo viên và học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện đã được tập huấn các kỹ năng về sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng mô hình trường học cộng đồng an toàn. Đồng thời hướng dẫn thực hành cách sơ cấp cứu ban đầu như cầm máu, băng bó vết thương phần mềm, xử lý vết thương do bỏng, sơ cứu khi chảy máu cam, sơ cứu khi bị dị vật làm tắc đường thở. Qua tập huấn, giúp các tình nguyện viên, giáo viên và học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, nhận diện nguy cơ tai nạn và tầm quan trọng của sơ cấp cứu ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả, điều trị và hạn chế tai nạn thương tích trong trường học và cộng đồng.